Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 7 hiện đang trong giai đoạn mạnh nhất, gây sóng to và gió mạnh ở trên nhiều vùng biển phía Bắc của nước ta. Chiều nay thì cường độ bão vẫn mạnh là cấp 11, 12 và giật cấp 14. Dự báo là trong 1 đến 2 ngày tới, bão sẽ đi vào vùng biển lạnh và suy yếu nhanh. Ngày mai thì cường độ của bão giảm khoảng là còn cấp 9, sau đó bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi suy yếu thành một vùng áp thấp ở trên bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên trong quá trình suy yếu của mình thì bão sẽ gây thời tiết xấu ở trên biển. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là ở phía bắc của vĩ tuyến 17,5 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 112 đến kinh tuyến 117,5 độ kinh đông. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa cũng có gió bắc đến tây bắc mạnh là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Quanh huyện đảo Trường Sa thì sóng gió êm ả hơn, gió khoảng là cấp 3, cấp 4, nhưng trời có mưa dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên đất liền, hầu khắp cả nước ngày mai trời sẽ vẫn nắng nhiều. Ở miền Bắc thì là nắng hanh khô. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp các nơi khác phổ biến là từ 28 cho tới là 33 độ, độ ẩm thấp dưới 50%. Dự báo là nắng cũng trải đều hầu khắp khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày mai. Nhiệt độ các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống đến Phan Thiết cũng như là Kon Tum, Pleiku và Gia Nghĩa của Tây Nguyên từ 28 cho tới là 31 độ. Nam Bộ ngày mai thì trời cũng nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác phổ biến là từ 31 cho tới là 33 độ. Chiều tối thì mưa rào sẽ xảy ra ở vài nơi ven biển nhưng rất nhanh trong khoảng 1 đến 2 tiếng. Và cuối bản tin là dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.